tảng di động mới để thay thế Android trong năm nay. Hồi tháng 3 vừa qua, Giám đốc điều hành bộ phận thiết bị tiêu dùng Richard EU của Huawei cho biết công ty đã phát triển những hệ điều hành của riêng mình để thay thế hai hệ điều hành phổ biến là Android và Windows, những hệ điều hành do các công ty Mỹ phát triển. Đây được xem là phương án dự phòng trong trường hợp Huawei bị chính phủ Mỹ ban hành lệnh cấm sử dụng các sản phẩm và dịch vụ công ty Mỹ cung cấp. Trong bối cảnh hiện tại khi Huawei đang đứng trước nguy cơ phải ngừng hợp tác với Google và bị rút giấy phép sử dụng nền tảng Android, có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để Huawei chuyển sang sử dụng nền tảng di động do chính mình phát triển. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc, dẫn lời ba nguồn tin thân cận với Huawei cho biết nền tảng di động của Huawei sẽ có tên gọi Hongmeng OS và hiện nền tảng này đang được thử nghiệm để dần thay thế nền tảng Android trên thiết bị của hãng. Còn theo trang công nghệ Huawei Central thì nền tảng Hongmeng OS đã được Huawei phát triển từ năm 2012 và Huawei sẽ sẵn sàng tung ra nền tảng này sớm nhất vào mùa thu năm nay hoặc chậm nhất vào mùa xuân năm sau. Như vậy không loại trừ khả năng các mẫu smartphone cao cấp sắp ra mắt của Huawei như Mate 30 hoặc P40 sẽ sử dụng nền tảng Hongmeng OS thay vì Android như các phiên bản trước. Một điều đáng chú ý, trang công nghệ Huawei Central cũng dẫn lời nguồn tin thân cận với Huawei cho biết nền tảng Hongmeng OS của Huawei sẽ tương thích với toàn bộ các ứng dụng hiện tại của Android. Đây là điều hết sức quan trọng có thể quyết định được sự thành bại của nền tảng Hongmeng OS, bởi lẽ giờ đây điều người dùng quan tâm nhất ở một nền tảng di động chính là sự đa dạng của các ứng dụng trên đó và việc hỗ trợ các ứng dụng của Android sẽ giúp Huawei không phải mất nhiều thời gian để xây dựng từ đầu kho ứng dụng cho HarmonyOS. -E Dĩ nhiên Huawei cũng sẽ xây dựng một cộng đồng các nhà phát triển ứng dụng cho nền tảng di động của riêng mình. Hiện vẫn chưa rõ nền tảng di động Home OS sẽ được Huawei sử dụng cho các sản phẩm di động dành riêng cho thị trường nội địa hoặc cho cả các sản phẩm bán ra thị trường quốc tế. Hơn bao giờ hết Huawei cần phải dứt điểm sớm tương lai về nền tảng di động trên các sản phẩm của mình để nhằm chấn an và tạo được lòng tin cho người dùng trên toàn cầu. Hiện tại chính phủ Mỹ đã nới lỏng lệnh trừng phạt nhằm vào Huawei. Trong khi đó Google cho biết vẫn tiếp tục hợp tác với Huawei trong việc phát triển nền tảng Android. Tuy nhiên sự hợp tác này vẫn mang tính tạm thời và Huawei sẽ phải đưa ra một giải pháp chắc chắn cho tương lai của mình cũng như của người dùng. Huawei hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì về nền tảng di động của riêng mình. Tên Thủy.